chào, rất vui khi mà hôm nay được gặp tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý bạn bè tại kênh TikTok của Châu May Mắn nha. Cho mọi người xem toàn quang cảnh của Flora Mizuki Park. Hiện giờ là tất cả cư dân đã về đây ở rồi. Nhưng mà anh chị ơi, hôm nay thì Châu muốn mời anh chị đặt booking nha, 79 triệu đồng. Chúng ta sẽ đặt booking cho Flora 123. Đây anh chị ơi. Anh chị có thương mến yêu quý Châu thì giúp dòng Châu đặt booking sớm. Số tiền booking 79 triệu đồng này là trong tháng 4 là sẽ mở bán. Số lượng là chỉ gần 500 căn thôi. Mà cái số tầng á là chỉ cao nhất là 14 tầng. Và thêm một điều nữa là kính, toàn bộ là kính panorama, nhìn toàn bộ quang cảnh luôn, rất là đẹp, rất là xịn sò đúng không? Sẽ có hai view để cho nhà mình lựa chọn là view sông và view thành phố. Và tất cả những cái tiện ích đó, thôi hôm nay thì quảng cáo về dự án ấy đấy thôi. Anh chị chắc chắn, quý anh chị chắc chắn, quý cô chú chắc chắn là sẽ booking cho Châu rồi. Cảm ơn. Và hôm nay á giới thiệu với mọi người một cái khu tiểu cảnh rất là dễ thương luôn, đúng kiểu chất Nhật luôn nha. Đi. Đây, một con đường đi vào, hai bên là hoa rất là thơm, đàn bướm bay, ong bay rất là thơm luôn. Cái chỗ này mà check in là tuyệt vời luôn nè. Đó, dễ thương chưa? Ba mẹ hồi xưa nói là làm nghệ sĩ nhưng mà lớn lên là đi làm bất động sản, bán bất động sản cho nhà mình đó. Rất là dễ thương. À, thật sự á, một cái dự án bất động sản nó mang lại rất là nhiều cái cảm hứng cho cô chú các anh chị nhà mình á. Khi mà mình đi làm á, mình về mình có một cái nơi để mình relax, mình có một cái nơi mình có thể mời bạn bè về để bàn những việc kinh doanh trọng đại lớn, bàn những cái câu chuyện trong tương lai ha. Đây, chúng ta có thể mời đối tác của chúng ta, mời bạn bè của chúng ta về trong khu này để chúng ta có thể chơi cờ tướng nè, chơi cờ vua nè, bàn những chuyện đại sự. Rồi, một cái khu tiểu cảnh thì có các cô chú ở đây đang chăm sóc cho khu tiểu cảnh của chúng ta này. Cây tùng, cây bách, hoa rất là đẹp luôn. Rồi, thông tin nhanh như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị rất nhiều.